lạy chúa chúng con tất cả quý vị và chúng ta thì dành thì giờ để chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta bước vào thì giờ học lời Chúa buổi sáng hôm nay chúng ta hiệp chung để dâng lời Chúa lời cầu nguyện thưa quý vị chúng ta hướng lòng về Chúa và dâng lời Chúa lời cầu nguyện kính lạy Chúa là Cha từ ái của chúng con cảm ơn Chúa vì ngày ban chúng con có thì giờ thiêng liêng quý báu à, buổi sáng ở tại Mỹ và buổi tối ở tại Việt Nam chúng con thì chung tại đây với tất cả tâm lòng khao khát tìm kiếm ngài, lại chúa thánh linh xin soi sáng ở giữa chúng con, xin dẫn dắt chúng con vào mùa lễ thật của ngài và ban cho chúng con thật sự được uh, hiểu ý muốn của chúa để đời sống của chúng con mỗi ngày được đổi thay và chúng con sẽ kết quả cho ngài. con cảm ơn chúa về mọi điều tốt lành chúa ban cho chúng con. xin nhớ cùng chúng con chính mình con và các anh trên chúng con trên online cũng như trên Zoom. Con cảm ơn Chúa. Chúng con xin kính dân mọi sự trong tay của Chúa và chúng con hiệp chung cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Xin kính chào quý vị và xin chúng ta cùng mở kinh thánh ở trong thư gian thứ nhất đoạn 2 câu 3 thưa quý vị. Gian nhất, gian thứ nhất đoạn 2 câu 3. thư gian thứ nhất đoạn 2 câu thứ ba chúng ta đọc lời Chúa ở trong thư gian thứ nhất đoạn 2 câu 3 hôm nay có cô xương có kinh thánh đó không mời Ngọc Thanh đọc trước rồi à Ngọc Thanh mở mở cái mic ra. sorry Dạ rồi phải không sư? nghe rồi, phải không sư? Dạ. Ngọc Anh xin đọc uh, Kinh Thánh văn nhất đoạn 2 câu 3. Này, tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Amen. Rồi. Xin anh cho cô Sương đọc lại. Cô Sương có Kinh Thánh không? Anh Châu đọc đi. Anh Châu không có Kinh Thánh, anh Châu đừng ở ngoài này có trong hình đó một sư ở trong hình đó trong 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 hình trong hình có đó cô cô dạ, giờ xin đọc này tại sao chúng ta biết mình đã biết ngài ấy là tại chúng ta giữ các điều răng của ngài, rồi cảm ơn, nè, tôi xin đọc bà bạn tiếng anh We know that we have a come to know him. If we keep his command. We know that we chúng tôi know biết. We know that chúng tôi chúng ta biết rằng. Chúng ta biết rằng. We have a come to know tức là chúng ta biết ngài. We have a come to know chúng ta biết ngài. If we keep nếu we keep là chúng ta giữ giữ keep. Command. Uh. his commands. Commands là là mệnh lệnh quý vị, command command tức là lệnh truyền hay là mệnh lệnh hay là điều răng Chúng ta biết rằng chúng ta biết ngài nếu chúng ta giữ điều răn của ngài hay là nếu chúng ta giữ điều răn của ngài thì chúng ta biết biết là chúng ta biết chúa rồi đấy à, nếu chúng ta giữ điều răn của ngài we know that we have come to know him if we keep his commands cảm ơn chúa đó là câu kinh thánh mà hôm nay chúng ta học và bây giờ chúng ta sẽ áp dụng rút ra những bài học ở trong cái phần kinh thánh mà chúng ta đọc hôm nay Hôm nay chúng ta học lời Chúa ở trong thư Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 3. Này tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta đã giữ các điều răn của Ngài. Nếu chúng ta giữ các điều răn của Chúa mệnh lệnh của Chúa, tức là chúng ta biết Chúa. Đó là nội dung của câu Kinh Thánh Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 3. À, thưa quý vị à, hầu hết mọi người khi hỏi rằng à, nếu mà có biết chúa không biết trời không biết thiên chúa không biết chúa giêsu không thì câu trả lời thường là người ta nói là người ta biết nhưng mà ở đây thì thánh giang lại đặt vấn đề là cái hiểu biết thật hiểu biết thật cái biết nó có nhiều mức độ lắm thưa quý vị khi mình biết một cái Vấn đề gì đó Biết một cách qua loa Một cách đại khái Và thậm chí cũng có thể biết sai lầm Khi mình nói mình biết Một cái chuyện gì đó Có nhiều người nói là tôi biết 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 đánh đàn không biết Biết thổ sáo không biết Ví dụ như vậy Biết ngâm thơ không biết Hoặc là nhiều khi mình nói mình biết về lịch sử không biết À thì mỗi mặc dầu người ta trả lời biết một cách chung chung nhưng mà trong cái sự hiểu biết nó nó có từng mức độ khác nhau biết về khoa học không biết à, giống như ngày xưa chúng ta học một cái môn học gì đó chúng ta học qua học tiếng Hebrew không biết tiếng Hy Lạp không biết à, nhưng mà trong cái biết đó nó có nhiều cái mức độ khác nhau chứ không có nghĩa là nói chưa biết là nó giống nhau có người biết ở cái mức độ nghĩa là cơ bản thôi đại khái thôi còn có những người thì họ biết một cách rất là thấu đáo một chuyên môn đấy thì đó là cái sự hiểu biết mà chúng ta thấy bất cứ một cái môn học nào bất cứ một vấn đề gì thì chúng ta cũng có thể nói rằng chúng ta biết nhưng mà nó không có giống nhau nếu chúng ta nói chúng ta biết một con người cũng vậy nữa có những người mình tưởng là biết nhưng mà thật ra cuối cùng mình không biết gì hết về người đó sau một thời gian mình nó bây giờ tôi mới biết <laughs> thấy không như vậy thì quý vị sẽ thấy rằng cái sự hiểu biết đó nó là một cái trải nghiệm mà chính chúng ta phải có đủ cái trình độ bản thân của mình mình có đủ trình độ và mình cũng có cái cơ hội để mà mình có thể tiếp xúc mình có thể lắng nghe để mình có thể quan sát để mình có thể thử nghiệm thì mình mới có thể nói là biết ví dụ như bây giờ một người họ biết nước mỹ không biết nhưng một người mà họ ở lâu ở trong nước mỹ nó khác với một người mới qua rồi một người mà họ có hiểu biết nghiên cứu về rất nhiều phương diện họ có thể trình bày cho quý vị về nước mỹ nó rõ ràng và nó đáng tin à, à. còn có một số người họ nói có khi không có đúng đó là lý do mà ở đây thánh văn nói rằng có nhiều người cũng đó mình biết chúa nhưng mà biết như thế nào và quý vị thấy có nhiều người biết một cách rất là sai lầm biết lệch lạc về chúa và sự hiểu biết sai lầm đó nó sẽ dẫn tới một cái thái độ sai lầm chúng ta sẽ chú từ Chúa. Thậm chí chúng ta có thể chống nghịch và bắt bớ nữa. Giống như quý vị thấy có nhiều người người ta nghĩ rằng Chúa không là gì cả. Chúa là một, là một cái nhân vật mà do trí tưởng tượng của con người mà thôi, của các tôn giáo mà thôi. Và sự hiểu biết đó sẽ dẫn tới một cái thái độ là ta khinh thường. Ta coi thường, ta không quan tâm. Thậm chí người ta có thể bài bác chống đối. Nhưng mà cũng có những người hiểu biết lệch lạc giống như là các thầy tế lễ, các thầy Pharisee ngày xưa. Rõ ràng họ là những người học biết về Chúa chứ không phải là họ những người thường. À, họ đã có một quá trình ở trong một cái tôn giáo tìm hiểu về Đức Chúa Trời. Nhưng sự hiểu biết đó nó vẫn lệch lạc. Lệch lạc đến chỗ là người ta hiểu sai hoàn toàn về Chúa. Ngay cả Thánh Phô Lộ ông đã tìm đủ một cách để mà bài bác chống đối bắt bớ cho đến khi ông gặp chúa ông hỏi rằng ngài là ai ngài là ai mà tôi bắt bớ thì chúa nói rằng ta là giê xu thì ông rất là ngỡ ngàng ông không ngờ rằng cái người mà ông chống nghịch đó chính là đấng quyền năng à, là đấng rất là yêu thương ông đấy vì vậy cho nên cái sự hiểu biết chúa đó quý vị thấy follow sau đó cũng sẽ nói cũng đã nói rất rõ về cái trải nghiệm của ông Ông nói trong cái thời ông ngu dốt, ông sai lầm, ông tối tâm thì ông không hiểu biết Chúa. Nó là biết mà không biết. <laughs> Nhưng mà đến một lúc mà ông thật sự biết Chúa, được biết Ngài thật sự, thì lúc bây giờ cuộc sống của ông đã thay đổi. Và sự hiểu biết đúng đắn đã dẫn Paulo đến một cái con đường, một cuộc sống tuyệt vời. Một con người hy sinh và một con người tặng hiến cho chân lý, đã đem sự cứu rỗi à, đã đem ánh sáng và mọi sự tốt lành trong cuộc đời của phao lô có thể nói rằng là bởi cái sự hiểu biết đó cho nên thánh giang nói rằng là anh, anh em nói anh em biết chúa phải không cái điều gì để minh chứng rằng một người họ biết chúa à, đây là một một trong những cái dấu hiệu để cho chúng ta thấy rằng chúng ta biết chúa đó là chúng ta sẽ văn giữ tuân hành ha, làm theo những điều mà chú truyền cho chúng ta. Còn nếu mà một người không có làm thì rõ ràng là không có biết đâu. Giống như bây giờ nếu quý vị biết ông đó là cảnh sát, <laughs> ông đứng đứng ngoài đường đó. Ông đứng ra lệnh cho mình. Mà mình gặp ổng mình mình không làm theo. Đấy. Mình coi thường thì thưa quý vị đó là người không hiểu biết rồi giờ vị cảnh sát đó đứng đứng ở một cái ngã tư và ông đó đương ra hiệu lệnh chúng tất cả các xe thì họ đi theo hết còn mình là mình không có đi mình không có quan tâm gì cả thì rõ ràng mình không hiểu rằng ông đó là cảnh sát cái sự hiểu biết của mình nó có một cái gì đó lệch lạc rồi đấy à. như vậy thì nếu mà chúng ta không không làm theo chúa không kính sợ Ngài và không có vâng lời Ngài. Thì tôi thưa với quý vị rằng rõ ràng là chúng ta không biết Chúa là ai hết. Nếu chúng ta biết chúng ta sẽ kính sợ Chúa. Bởi vì thi Chúa ngoài cái việc mà chúng ta yêu Ngài thì chúng ta còn phải kính và sợ Ngài nữa. Đấy. Sợ không có nghĩa là Chúa xấu mà Chúa là có ưu quyền. Cũng giống như bây giờ quý vị gặp một vị tổng thống chúng ta gặp một cái người có uy quyền giống như tổng tư lệnh của mình mà chúng ta kính sợ mình sợ người đó không có nghĩa là người đó xấu mà chính cái uy quyền của người đó khiến chúng ta phải sợ vừa kính vừa sợ chứ không phải là ghét và sợ ghét và sợ tức là những hung thần những người xấu chúng ta cũng sợ cái sự tác hại sợ những cái sự hình phạt của họ nhưng mà họ không tốt như vậy thì nếu chúng ta biết chúa đó thì chúng ta phải văn lệnh của ngài thì đó mới gọi là biết à, chúng ta thường nghe nói cái người việt nam mình có một câu cũng hay lắm là điếc không có sợ súng <laughs> họ không sợ súng không có nghĩa là họ tài giỏi gì họ, họ can đảm gì nhưng mà bởi vì họ điếc thôi À, họ không hiểu biết, họ không biết đó là súng cho nên cái súng mà đương cầm ra trước mặt ở đây giống như bây giờ một đứa con nít nếu không biết đó là cái súng thì cái vị đưa cái cái hỏng súng vào ngay trước mặt nó nó lại cười lên nữa là bởi vì nó không hiểu biết thế thì cũng vậy lý luận của thánh giang nói rằng nếu chúng ta không có làm theo những điều mà chúa truyền dạy thì rõ ràng là chúng ta không biết chúa là ai hết đó có rất nhiều người hiểu thiên chúa là một cụ già yêu thương nói thì nói thế thôi nhưng cuối cùng cũng cho hết tất cả mọi người vào thiên đàng không đâu quý vị thiên chúa không gọi xấu là tốt gọi đen là trắng thiên chúa không quan sao cũng được à, mặc dù thiên chúa rất yêu thương nhưng mà kinh thánh cho chúng ta biết rằng ngài cũng rất là công bình ngài đã trừng phạt kinh thánh nói nếu chúng ta đập trong kinh thánh thì chúng ta thấy rằng đức chúa trời đã không tiếc bất cứ cái gì cả ngay cả thiên sứ trưởng là Ngài cũng đã hình phạt. Như vậy thì từ chỗ đó chúng ta phải kính sợ Chúa. Và ở đây, thưa quý quý vị, trong đời sống của tôi và quý vị, nếu chúng ta nói chúng ta theo Chúa mà chúng ta không có làm theo gì hết, chúng ta không có sợ gì hết. Những điều răng của Ngài, Chúa bảo chúng ta, chúng ta bắt chấp hết. Thì rõ ràng là chúng ta không biết Chúa. Chúng ta là điếc đấy. Cho nên mới không sợ thôi. Chứ không phải tài giỏi gì Chúng ta là người dốt á Không hiểu gì cả Đọc thấy cái bản đó Cái bản người ta để là đây điện chết người Điện cao thế chết người Mà chúng ta vẫn cứ cười vẫn đi tới là Rõ ràng chúng ta là dốt Chứ không thể nói là chúng ta tài giỏi à, Cho nên thưa quý vị Điều răng của Chúa là gì Những điều răng của Chúa Ngoài điều, 10 điều răng à, Chúng ta đọc ở trong Xuất Ý Giúp tôi Ký đoạn 20 đó. Thưa ờ. quý vị, thì tôi tin rằng giáo hội công giáo, giáo hội tin lành đều có 10 điều răng. Và chúng ta được Chúa Giêsu tóm lại, tổng kết lại ở trong tăng ước là hai điều thôi. Đó là kính Chúa và yêu người. Đó, đó là hai điều răng. À, mười điều răng thì quý vị thấy có bốn điều răng đầu là nói về Đức Chúa Trời. Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Nha. Điều răng thứ hai là chớ làm hình tượng và sắp mình thờ lại trước cái hình tượng đó. Điều răng thứ ba là chớ lên nhớ chớ lấy danh chúa mà làm chơi và điều thứ điều răng thứ tư là hãy nhớ ngày nghỉ đang làm đến ngày thánh. thì bốn điều răng đạo bốn điều răng đạo ờ, có một công số giáo hội bỏ điều răng thứ hai mất là điều răng chớ làm hình tượng và chớ sắp mình trước mặt các thờ hình tượng bởi vì họ thờ hình tượng đó là cái sai lầm này đấy không quý vị cứ mở kinh thánh cả kinh thánh công giáo cũng có cái câu đó chứ không phải là tin lành mới có đâu suốt ý giúp tôi ký đoạn 20 quý vị mở ra thì kinh thánh cả công giáo và tin lành đều ghi lại rất rõ điều răng thứ nhất là chúng ta chỉ thờ một mình đức chúa trời không có bất cứ một cái thằng nào khác điều răng thứ hai là không được làm hình tượng không sắp mình thờ lại hình tượng à ha Đấy, như vậy là mình làm hình tượng mà mình sắp lên thờ là hình tượng là mình sai. Điều răng thứ ba, chớ lấy danh chúa mà làm chơi, có nghĩa là phải tôn kính danh của chúa. Đừng có gọi danh chúa một cách vua cớ. Và điều răng thứ tư là hãy nhớ ngày nghỉ đang làm nên ngày thánh. Đó là bốn điều răng đầu. Sáu điều răng còn lại là nói về con người. đó ha, à, Nói về con người, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi điều răng thứ năm. Thứ sáu là chế phạm tội giết người. Thứ bảy là chế phạm tội tài danh. Thứ tám là chế trộm cướp. Và thứ chín là chế tham lam. Thì thưa quý vị, khi mà người ta bỏ cái điều răng thứ hai, tại sao nó đủ một điều răng? <laughs> bỏ cái điều răng thứ hai có nghĩa là à, có nghĩa là đối với Chúa có ba điều thôi. Thì họ mới tách ra là cái sáu điều này thành bảy điều. Bảy điều ở trong đó cái tham nhà và tham, tham của, tham nhà đó. Tham nhà và tham vợ. <laughs> thì họ tách cái hai cái tham đó ra cũng là tham thôi. Đó là một điều răng nhưng mà họ tách làm hai để cho đủ 10 điều. Tôi muốn nói một chút ở chỗ này 10 điều răng để chúng ta có thể hiểu và quý vị những người công giáo và những người tin lành chúng ta phải cần biết cái điều này để chúng ta biết đây là điều răng của Chúa. Và trong 10 điều răng đó thì thưa quý vị là Chúa Giêsu đã tóm lại còn có hai điều. Hai điều là thứ nhất là phải yêu Chúa, kính yêu Chúa và thứ hai là phải yêu thương con người, à, đó là hai cái điều răng thì rõ ràng hai điều đó là điều điều thứ nhất là từ điều một cho đến điều bốn, điều thứ hai là từ điều năm cho đến điều 10 như vậy thì 10 điều răng này còn lại, nói một cách đơn giản là hai điều ở trong tăng Ước. À, tôi đọc thêm ở trong dân nhất đoạn ba câu hai mươi ba này là điều răng của Ngài, ấy là chúng ta phải tin đến danh con ngài tức là Đức Chúa Giêsu christ và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như ngài đã truyền dạy chúng ta. Chúa Giêsu nói rằng chúng ta phải tin vào Đức Chúa trời và phải yêu thương lẫn nhau, kính chúa, yêu người và thánh văn đi sâu hơn, đi cụ thể hơn, gần hơn nữa à, ở trong văn nhất đoạn ba câu hai mươi ba. Điều răng của Ngài là chúng ta phải tin. Tin đến Đức Chúa Trời và tin đến Đức Chúa Trời có nghĩa là chúng ta tin vào con của Ngài là Chúa Giêsu. À, chúng ta tin đến danh con Ngài tức là Đức Chúa Giêsu Christ và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau. Và điều răng thứ hai đó là yêu mến lẫn nhau. Như vậy thì rõ ràng tin Đức Chúa Trời sẽ dẫn tới việc là chúng ta tin con của Ngài là Chúa Giêsu. Mà nếu chúng ta không tin con của Ngài Thì cũng có nghĩa là chúng ta không có tin Chúa Mà đó là lý do mà tại sao người Do Thái Họ không có tin Chúa Đến cái chỗ này họ không tin Là họ không tin đến con của Ngài Là Chúa Giêsu Và Chúa nói rằng nếu chúng ta biết Ngài đó Thì chúng ta sẽ giữ điều răn Còn chúng ta không giữ Thì có nghĩa là chúng ta không biết nếu chúng ta không tin Chúa Giêsu là chúng ta không biết Chúa, không, không biết Thiên Chúa. Và chúng ta không yêu mến lẫn nhau Tức là rõ ràng là chúng ta không biết thi chúa Đấy Như vậy thì thưa quý vị Còn nếu chúng ta muốn, gọi là chi tiết Vấn đề thì chúng ta quay trở lại với suốt Ý giúp tôi ký đoạn 20 Tức là 10 điều răng Chúng ta phải giữ những cái điều răng của Ngài Thì đó là cái người biết Chúa Còn cái người mà quý vị thấy Cái cuộc sống của họ không giữ gì hết á Họ không biết kính cha mẹ họ giết người. Họ sống mà phạm tội tại giam. Hay là họ trộm cắp, họ lấy của người khác. Thì đây là những người không có biết Chúa đâu. Tôi bảo đảm là người đó không biết Chúa. Bởi vì người đó biết Chúa thì người đó phải ăn năn nếu họ làm một gì sai lầm ngay. Phải không? Họ khóc lóc. Họ họ xin Chúa tha thứ ngay và họ thay đổi cuộc sống của họ nếu họ biết. Bởi vì nếu họ biết Chúa thì Chúa sẽ trừng phạt họ. Không, quý vị, chúa sẽ cho họ đi địa ngục. Hãy biết điều đó. Đức Chúa trời của chúng ta là đấng yêu thương mà rất là công bằng. Và ngài đã trừng phạt con người chứ không phải là ngài chỉ có yêu thương mà thôi. Chúng ta thường hay chỉ mô tả về mục đích chúa trời chỉ yêu thương mà thôi, nhưng mà không đủ. Ngài rất yêu thương nhưng mà ngài cũng rất là công bằng. Từ cái chỗ đó, chúng ta phải kính sợ Chúa và phải làm theo những điều mà Chúa phán dạy cho chúng ta. Hãy cẩn thận làm theo những điều đã chép. Hãy cẩn thận à, tới đời sống của chúng ta theo Chúa. Hãy run rẩy sợ sệt mà làm nên cái sự cứu chuộc của mình như trong Philip đoạn 2 câu 12. Và xin Chúa cho tôi và quý vị để đời sống chúng ta theo Chúa chúng ta phải vâng giữ. Và dĩ nhiên có thể chúng ta có những cái yếu đuối một giai đoạn nào đó một lúc nào đó một điều gì đó chúng ta không làm được chẳng hạn như mình chưa hiếu kính cha mẹ mình thì mình phải ăn năn chứ hay là trong cuộc sống của mình chúng ta thấy rằng chúng ta có thể tham lam một điều gì đó thì chúng ta phải ăn năn đấy như vậy thì đời sống của tôi và quý vị tất cả chúng ta nếu chúng ta thật sự là những người chỉ biết chúa còn những người gọi là cứ ngang xương mà sống vậy thì tôi cho là không biết gì về Chúa hết. <laughs> mặc dù người đó có thể đến nhà thờ người đó có thể nghe nhưng mà họ nghe nhưng mà họ không biết họ không tin họ cho rằng cái đó không đúng rõ ràng là họ không biết Chúa quý vị biết ngang ma quỷ đó mặc dù nó chống nghịch Chúa đó nhưng mà khi Chúa đến thì chẳng hạn như trong trường hợp của Tin lành mát đoạn năm ghi lại đó. Khi Khi Chúa Giêsu đến tại vùng Gerasi thì cái người bị quỷ ám đó, Chúa Giêsu mới vừa thấy Chúa Giêsu mới vừa bước xuống thuyền thôi. Thì ma quỷ đến và sắp mình xuống này Ma quỷ nói rằng là lại Đức Chúa Giêsu con của Đức Chúa Trời rất cao. Tôi với ngài có sự gì chăng? Xin ngài đừng làm khổ tôi. Vì thế chứ Vì nó biết Chúa. Kinh thánh nói là, vì nó biết Chúa là ai? Còn nếu mà nó không biết gì hết á Thì nó sẽ cứ Gọi là có thương Tung tăng Phải không Cho nên thưa quý vị Tôi và quý vị ngày hôm nay Nếu nói chúng ta biết Ngài Thì xin Chúa cho tôi và quý vị Để chúng ta áp dụng cái sự hiểu biết đó Vào trong cuộc sống của mình Và chúng ta phải cẩn thận rất nhiều Từ một lời nói của mình Từ tư tưởng của mình từ những hành động của mình, vì chúng ta biết rằng đức chúa trời của chúng ta là đức chúa trời ở bên cạnh chúng ta, ngài biết ngài thấy và những gì mà chúng ta làm nó được ghi chép lại hết, giống như những camera mà quý vị lái xe đi tới một cái nơi nào đó, hãy biết rằng đức chúa trời của chúng ta ghi lại hết á, à. chúng ta không có thể chối cãi được, ngài như là một cái máy quay phim mà có thể quay hết cái cuộc đời của chúng ta, cái cuộn phim cuộc đời chúng ta và sau đó cuộn phim đó cũng sẽ được chiếu lại để chúng ta không chối được ngày hôm nay mà các khoa học người ta còn có thể ghi lại tất cả các hành vi các lời nói của chúng ta à, những cái lỗi phạm của chúng ta cũng đều được ghi lại huống chi là đức chúa trời có thể làm điều đó vì vậy xin chúa cho tôi và quý vị để chúng ta hết sức nếu nói chúng ta biết ngài chúng ta phải run sợ đấy bởi vì ngài là một đức chúa trời quyền năng Ngài là một Đức Chúa trời công bằng, thánh khiết và Ngài ghét tội lỗi. Ngài yêu tội nhân nhưng mà Ngài rất ghét tội lỗi. Và xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta sống một đời sống hãy làm theo những điều răn của Ngài, hãy thực hành những điều răn của Ngài chứ đừng có làm theo ý của mình. À, giống như chúng ta tự sửa lại những cái gì mà Chúa truyền dạy cho chúng ta tôi thưa quý vị giáo hội không có giáo hội nào có cái quyền đó từ khi họ làm điều đó tức là đã rất là một sai lầm rồi yeah. chúng ta phải áp dụng lời của đức chúa trời và phải kính sợ ngài phải cẩn thận làm theo tất cả những điều mà chúa đã truyền dạy cho chúng ta và xin chúa cho tôi và quý vị để bằng sức của chúa bằng sự trợ giúp của ngài ngài sẽ đồng hành với chúng ta để giúp cho chúng ta sống một cuộc sống thực hành điều răn của chúa tức là chúng ta tin chúa tin một cách thật sự và chúng ta cũng sống một cuộc sống yêu thương thật sự không làm hại ai hết ở trong cuộc đời này và ngụy chúa thương xót Nguyện chúa ban phước cho đời sống của chúng ta để chúng ta sẽ là những người hiểu biết về chúa và sự hiểu biết đó nó sẽ dẫn tới một cái thái độ giống như quý vị thấy những người người ta hiểu biết càng nhiều chẳng hạn như bác sĩ đó thì người ta có thể nhìn một cái thức ăn nó hư đó những cái thức ăn mà lên móc ở trên, trong tủ lạnh đó hay là người ta thấy một cái gì nó dơ Nó không đúng người ta sợ lắm còn người không hiểu biết thì không có gì sợ hết thậm chí có những người họ còn có thể lấy những cái thức ăn đó họ ăn nữa và đó là sự thiếu hiểu biết chứ không có nghĩa là người đó can đảm cho nên xin chúa cho tôi và quý vị để chúng ta có một cái sự hiểu biết đúng đắn và chính mình hiểu biết về đức chúa trời và càng hiểu biết ngài thì chúng ta sẽ càng cảm thấy yêu mến ngài chúng ta càng cảm thấy phải vâng giữ những điều mà chúa truyền dạy cho chúng ta bởi vì những gì mà chúa truyền dạy cho chúng ta không có gì sai lầm hết trái lại ảnh hưởng đến cả cái số phận đời đời của chúng ta và tôi thưa với quý vị rằng chúng ta là con còn đang sống đây nhưng chắc chắn sẽ có một ngày chúng ta sẽ qua đi và vĩnh viễn chúng ta không có trở lại trần gian này nữa số phận của chúng ta đã được định đoạt à, và định đoạt căn cứ vào những ngày tháng chúng ta sống ở trên đất này và những ngày tháng ở trên đất này như thế nào là căn cứ vào dựa vào cái sự hiểu biết của chúng ta và nếu quý vị có một sự hiểu biết đúng đắn đặc biệt là hiểu biết đúng đắn về thiên chúa thì quý vị sẽ thấy rằng cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta sẽ sống một cái đời sống xứng đáng và chúng ta sẽ không đi vào trong những con đường sai lầm nhưng tiếc thay ma quỷ bên cạnh giống như rỉ vào trong tay của Eva, Adam để nói những cái lời ngon ngọt lừa phấn nó và cuối cùng xin lỗi lừa phấn Adam và Eva cuối cùng Adam và Eva đã không tin vào Đức Chúa Trời đã không vâng theo mệnh lệnh của Ngài. Và chính vì cái sự không vâng theo mệnh lệnh của Chúa đó đã dẫn tới một cái số phận kinh khiếp. Cho nên rất là khổ là ở bên cạnh chúng ta có ma quỷ. Nếu mà không có đó thì tôi tin rằng người ta cũng có thể có thể là được dẫn dắt để rồi đến được sự hiểu biết đi Chúa Trời nhưng mà bên cạnh là có quỷ ma, bên cạnh là có những cái sự tố tâm, bên cạnh là có những cái lời dụ dỗ, à, có nhiều người quý vị thấy đó, không có đơn giản đâu, thấy vậy đó chứ mà chỉ cần dụ dỗ một chút gì danh lợi quyền mà thường thường là ma quỷ nó hay đưa ra những cái danh cái lợi cái quyền à, để nó dụ dỗ con người, ngay cả những người tin Chúa nữa, nếu mà người nào chạy theo danh, chạy theo lợi, chạy theo quyền thì tôi thưa quý vị rằng Chúng ta đến một lúc chúng ta sẽ coi thường Tất cả những mệnh lệnh của Chúa Adam và Eva có biết Chúa không? Biết chứ Biết rất rõ Hả không? Tôi tin là cái sự hiểu biết đó Không ai để chúng ta bằng Adam và Eva hết Hằng ngày ngày Thì trò chuyện với Chúa Lối chiều Đức Giêsu đến để trò chuyện với họ Nhưng mà Tại sao mà đến một ngày nào đó thì Adam và Eva làm như là không có biết Chúa hết không còn giữ điều răng của Chúa nữa. Lý do là bởi vì có sự dẫn dắt của ma quỷ. Và những người này à, bắt đầu nghe theo ma quỷ và đặt trường hợp tại sao nghe? Tại danh, tại lợi, tại quyền. Ma quỷ nó, nó biết điều đó lắm cho nên nó nó mắt sẽ mở ra khôn ngoan và sẽ băng Đức Chúa Trời. và cái đó nó hấp dẫn cho nên mà nó nói thôi ăn cũng được, không ăn cũng được. Tại sao không ăn? Nó chỉ đặt cái câu hỏi đó không? Thì có lẽ là Adam Eva sẽ không bao giờ ăn cái trái cấm Ngày hôm nay cũng vậy Ma quỷ sẽ dẫn chúng ta đi đến cái chỗ là chúng ta không vâng lời Chúa nữa Và tại sao? Vì danh, vì lợi, vì quyền Ngay cả chúng ta là những người đã theo Chúa Và thậm chí mang danh hầu vì Chúa Chúng ta cũng có thể bị cái sự cám dỗ này Đã có biết bao nhiêu người vấp ngã vì những điều này Đến một lúc Người này sống một đời sống Coi thường tất cả mệnh lệnh của Chúa có một mục sư kia Ông phạm tội rất là nặng Và ông bị nhốt vào trong tù Thì một người bạn của ông Một người bạn của ông đến thăm ông Và hỏi rằng Tại sao vậy ông là người hiểu biết rất nhiều Ông biết rất là nhiều Ông nói rất là nhiều Mà tại sao cuối cùng ông lại làm vậy Điều gì Ông không có yêu Chúa hả Ông nói không tôi rất là yêu Chúa nhưng tại sao ông làm như vậy? Đó là cái thắc mắc. Và ông thành đạt, ông nói là tôi yêu Chúa nhưng mà tôi không có kính sợ Chúa. Ừ. Tôi có thường. Và một phút giây nào đó, chúng ta đã không tin Chúa. Không nhờ cậy Chúa, không cầu nguyện, không sống bằng đức tin, thì chúng ta sẽ yếu đuối thôi. Con người mà. Chúng ta nhớ như vậy. Chỉ cần 5 phút Mười phút là chúng ta đã sa ngã rồi Rõ ràng là chúng ta không tin vào Chúa Cho nên chúng ta không cầu nguyện Vì Chúa đã nói ngày xưa với ông Führer rằng Hãy thức canh và cầu nguyện Kéo các ngươi xa vào trước cam dỗ của những người nó không sao đâu Tôi đâu có cần nhờ cả Chúa đâu Tôi vẫn đứng, tôi vẫn tin Chúa Tôi không bao giờ ngã hết. Nhưng mà tôi thưa với quý vị rằng Chúng ta sẽ ngã Ai tưởng mình đứng Hãy giữ kẹo ngã Hãy tin vào Đức Chúa Trời Đừng tin vào mình và chúa dạy chúng ta hãy nhớ đó chúa nói với các môn đệ của chúa các người hãy ở đây và thức canh với ta để cầu nguyện hãy tỉnh thức tâm thần thì muốn lắm nhưng mà sắc thịt thì yếu lắm đấy nha nhưng họ không tin họ nghĩ rằng đâu có chuyện gì xảy ra đâu hôm nay như thế này thì ngày mai cũng sẽ như vậy không có gì thay đổi nhưng không ngờ rằng chính đêm đó họ đã hoàn toàn sống ngược lại với những cái gì mà họ công bố À, ngược lại với niềm tin của họ. Họ đã chối thầy, bỏ thầy. Thưa quý vị. Thế thì chúng ta xin Chúa cho tôi và quý vị để mỗi chúng ta hãy biết rằng chúng ta là những người ngày hôm nay chúng ta theo Chúa nhưng chúng ta sẽ không làm theo điều răn của ngài. Nếu một ngày nào đó vì danh, vì lợi, vì quyền mà ma quỷ cám dội chúng ta, vì chúng ta không có văn theo lời của Chúa không có nhờ cậy ngài không có sống một cuộc sống cầu nguyện không sống bằng đức tin thì tôi tin thưa với quý vị rằng chúng ta sẽ ngã thôi vì biết bao nhiêu những cám dỗ chung quanh mình cuộc đời này đầy giấy quỷ ma phải không và chỉ cần cơn tức giận chỉ cần một cái sự thất bại chỉ cần một cái sự tham muốn của chúng ta có nhiều người thật sự mà nói mình tiếc vô cùng khi mình thấy tại sao nó là rơi vào cảnh cảnh đó có những người bề ngoài thì dường như nhìn rất là trọn vẹn. Nhưng mà thật sự nó bên sâu, bên trong người đó biết rằng là người đó đã không có làm theo lời Chúa nữa. Chỉ có người đó biết thôi. Ở bên ngoài có thể họ vẫn đóng kịch. Giống như các thầy thông giáo, các thầy Pharisi có ai nghĩ rằng họ xấu đâu. phải không? Và giống như Judas Carot đó, có, có, ai mà nghĩ. Bởi vì ổng cũng đâu có bị cách cái chức là thủ quỷ. Không có bị, không bị cách chức. Nhưng đến cuối cùng, quý vị mới thấy được rằng chính Judah Karaov là người vì cái lòng tham. Và nếu không có 30 miếng bạc đó dễ gì mà ông bán thầy của mình. Cho nên cái hãy nhớ, hãy cẩn thận. Danh, lợi và quyền sẽ dẫn chúng ta đi sai. Sẽ khiến chúng ta không có làm theo lời của Chúa nữa. Và ngày hôm nay quý vị thấy vì một lý do nào đó ma quỷ sẽ dùng tất cả những điều những cái điều mà dường như nó hấp dẫn đó của trần gian những cái hào nhoáng của trần gian những cái danh lợi của trần gian để cam dỗ chúng ta và xin chúa cho tôi và quý vị để chúng ta hãy luôn luôn kính sợ chúa luôn luôn vâng theo lời của ngài và thánh giang nói chúng ta biết là chúng ta biết ngài ấy là khi chúng ta vâng giữ khi chúng ta kính sợ ngài và chúng ta làm theo những gì mà chúa truyền dạy cho chúng ta còn nếu chúng ta không làm theo thì tôi xin thưa quý vị rằng Có thể sự hiểu biết đó lệch lạc rồi Ma quỷ đã Làm chúng ta hiểu biết sai lầm về Chúa Và dẫn chúng ta tới một cái thái độ thờ ơ Hâm hẳm lưng chừng Không có yêu mến ngại Và chúng ta chỉ sống nghĩ đến đời này mà thôi Có nhiều người vậy Theo Chúa nhưng mà chỉ nghĩ đến chuyện của Trần gian Theo Chúa nhưng mà nghĩ đi giáo hội Đủ rồi đối với họ Còn lại họ không nghĩ gì Ở trên thiên đàng hết Xin Chúa cho tôi và quý vị Xin mở mắt thuộc linh xin mở tâm trí chúng ta để chúng ta có thể hiểu về ngài sự nhận biết ngài và mỗi ngày chúng ta hiểu biết về chúa càng hơn hầu cho đời sống của chúng ta sẽ yêu mến chúa sẽ kính sợ ngài sẽ vâng lời ngài xin chúa ban phước và xin chúa ở cùng chúng ta bây giờ chúng ta dành thời giờ để chúng ta cầu nguyện quý vị và hôm nay chúng ta cầu nguyện cho sự làm theo à, chứ không có nghĩa là hiểu biết và nghe thô và gia cơ cũng nói rằng đừng có lừa dối mình chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình hãy làm theo những gì anh em đã học những gì anh em đã nhận đã thấy đã nghe hãy thực hành đi đó là một mệnh lệnh của chúa và xin chúa cho tôi và quý vị để chúng ta sẽ là những người áp dụng những cái điều mà Chúa truyền dạy cho chúng ta ở trong cuộc sống và chúng ta sẽ à, sống một cuộc sống bằng cái đức tin bằng sự văn lời à, bằng sự kính sợ Chúa yêu mến Ngài tuyệt đối và xin Chúa ban phước xin Chúa ở cùng chúng ta chúng ta cầu nguyện quý vị chúng ta chung để dâng lên Chúa là cầu nguyện lại Chúa chúng con cảm ơn Chúa vì ngày cho chúng con được học lời của ngày hôm nay và Chúa ơi hôm nay chúng con cầu nguyện cho mỗi chúng con ở tại đây những người suy gẫm lời của Ngài. Xin cho chúng con để chúng con thật sự biết Ngài. Và chúng con thể hiện cái sự hiểu biết Chúa đó bằng sự kính sợ Ngài. Bằng sự vâng giữ các điều mà Chúa đã truyền dạy cho chúng con. Cẩn thận làm theo những điều mà Chúa truyền cho chúng con. Hầu cho chúng con sẽ được phước. Hầu cho chúng con được cứu rỗi. Xin Chúa ban phước để chúng con được hoàn thành cái sự cứu chuộc của mình. Như lời của Chúa trong Philip đoạn 2 câu 12. Xin Chúa ban ơn, xin Chúa ở cùng chúng con. Dẫn dắt chúng con và con cầu nguyện cho tất cả các tô tớ của Ngài, các anh chị em chúng con. Để mỗi chúng con ở tại đây, chúng con sẽ thật sự làm theo lời của Chúa và tuân hành mệnh lệnh của Ngài. Chúa truyền dạy cho chúng con rất nhiều điều chúng con phải áp dụng trong cuộc sống của chúng con. Cha ơi, xin cho chúng con để chúng con hết lòng kính yêu Ngài và chúng con cũng hết lòng yêu thương anh em của chúng con, những người đồng loại để chúng con đem tình yêu của Chúa đến cho họ, chúng con đem sự cứu rỗi, đem sự cứu giúp đến cho mỗi người. Cầu xin Chúa ở cùng và xin Chúa ban phước trên tất cả chúng con. Chúng con cũng cầu nguyện cho các anh chị em chúng con, những người mà chúng con vừa cầu nguyện để Xin Chúa ngày hôm qua. Xin Chúa ban ơn và cho họ giữ vững được đức tin trong ơn của Ngài. Con cũng cầu xin Chúa ban ơn cho các anh chị em chúng con như cô Đỗ Phượng. Xin Chúa ban cho cô được đắc thắng sự chữa lành của Ngài và mạnh mẽ trong Chúa tin cậy ngài, con cảm ơn ngài vì ngài đã nghe lời cầu xin chúng con và chữa lành cho cô trong đêm hôm qua. Chúng con cảm ơn Chúa. Cầu xin Chúa ban phước trên tất cả các anh chị em chúng con ở tại đây và trong danh của Chúa Giêsu xin ngài ban cho chúng con có sức khỏe, có à, đời sống mạnh mẽ, khôn ngoan và dẫn dắt chúng con để chúng con bước đi ở trong đường lối của ngài. Nguyện Chúa ban phước trong cuộc sống của chúng con để những ngày tháng còn lại trong cuộc đời của chúng con sẽ làm sáng danh Chúa sẽ đi trong đường lối của Ngài và sẽ kết quả cho Ngài con cảm ơn Cha chúng con dâng tất cả mọi điều trong tay của Cha và chúng con xin hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ừ. À. À.